quan hoàng người, ngài trấn cảnh Nghệ An về thiên bản làm quan đất phủ dày. Thank you.
gió lay, dịch bức manh manh đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây để tay điên xót chém rượu đàn. Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc kính vua tạ mầu các cô lân mời là bởi dứt quan hoạn mười sơi cạn chém rượu đàn. Bình ngã tiếng xót na chén rượu đào nhị tuần là dâng lên bệ ngọc các cô lân mời là mời rước quan hoạn mười sơi cạn chén rượu đào. Quỳnh ngà tiên xót na chén rượu đào tam tuần chúng dâng lên đi bệ ngọc các cô lân rước quan hoàng mười sơi cạn chén rượu đào. Xin ông trực tâm cho đồng thầy họ Trương cùng các đệ tử ngày hôm nay lòng thành. Đời người thì sống kiếp vô thường
sống nay mai khác thì có ai lường, ai lường được chăng? Tiền tài danh lợi sâu sang, tiền tài cùng với danh lợi giàu sang, trở về với cát bụi bụi thì có ai mang được gì, có ai mang được gì? Vì sao sống nghĩ phải sân si, bởi làm sao sống phải sân si, bọn chen na gánh ngã ghét để làm chi hỡi người, chứ để làm chi hỡi người. Cho lên sống ở trên đời hoàng quyền các ý, cho lên sống ở trên đời đừng đến cay nghiệt mà buông ra những lời, những lời thì hay hôm nay nếu đã có tâm thì hãy cứ cho đi, tiếng thơm còn mãi được khắc ghi muôn đời, được khắc ghi đến muôn trăm mi sông nên cũng dồn về biển khơi. Phải làm sao tu nhân mà tích đức thì hoàng người đây ông mới tỏ tường, hoàng đây mới tỏ tường. Đừng lên xảo trá bất lương nghi, âm mưu thủ đoạn xả phương bất có mà kéo mẹ chia đoàn mà gây nên nghiệp mà chướng muôn ni phần đời sau. Khi đã trở về với cát bụi thì cũng như nhau, giàu nghèo thì cũng hoặc nghe thơ mới vỗ vối cười, ông mới hỏi rằng các ngõ ở ngoài mắt có nhớ ông Mười ở Nghệ An, có nhớ ông Mười ở Nghệ An. Bao giờ hồng lịch hồng đình mà hết cây, dòng sông Lam kia mà hết nước, đồng thầy họ trước cùng các đệ tử đây vẫn chưa hết lòng bài, vẫn chưa hết được lòng ta bài. Chẳng có mấy khi mấy thùa mấy thì hoàng về đền Bảo Hà đây, hoàng cứ ung dung không có vội gì, cứ ung dung không có vội gì. Xe áng mây vàng thượng tiên, xe áng mây vàng cười con xích hiểu rước ông cười về chân thủ Nghệ An. Thành ra hồi cùng cô nhận xong chơi thi Thanh Nhàn, để cô nhận xong chơi Hải Phòng Thanh Hóa. Thành ra hồi cùng thiên thai là cảnh Bồng Lai tấu cô đôi thượng. Thành ra hồi cùng là bóng cô bơm
mẫu hiện danh. Dòng nhang khai quang thần cử diệu cô về chứng từ chung lá tiếng thương cũng giang kinh phục hoàng lân cận thánh chúa tiên trung ương. Ca đắc tận gian từ bi vân chúng sinh ngô ngã kim định lễ sông nhang tập kỳ diệu khai quang và chiêu từ chung hồi cung tứ tịnh tây hồ tiên cô tư tứ tịnh tây hồ tịnh cô tư văn sắc thánh gia hồi cung đến suối lần này qua sanh hoa hồi cung đệ tử quang dân bài văn tấu cung thịnh mười cô sóng gia hồi cung cô bảy tiên nam là tiên giang thánh mời từ hồi cung đôi tre sân văn tiên cô tam đôi tre thánh gia hồi cung trong sông nguyên xưa cô chín hậu cận trong đền sông duyên cái cứu tình hầu trong y đài cảnh lạ vô biên đất Thanh Hoa cảnh lạ vô đời vua Minh Mạnh lập đền thì thờ ngay mẫu thời ngự chín tầng mây cô này mắt phong ngự dày thì cây sung ý cô ngự cành kiêu cũng
có khi cô ngự cành kiêu. Cô chín về tấu mẫu thiên đài, thu giam hồn phách bỏ ngoài, bỏ ngoài giang tân ý. Chuyển động tâm thần đi, tâm thần đi mơ màng biết ra phải đến kêu vang. Cô tha mới được bình an, đi bình an lại lành. Quạt cho nam nữ trẻ già.
gia đình an tình, tình là đình tam đình a đang tình tình ta. Đẹp là đẹp lòng người ở đâu xa xa, sông sơn thì tình là tình tam thì a đang tình nghĩ tình ta. Nơi ngoài sông sâu thành ra